Ok, và chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì như anh em đang thấy trên màn hình thì mình sẽ làm video lần này là ba con Under Samurai anh em nhé. Làm ba con Samurai chơi thử xem nó sẽ như thế nào nha anh em nhé. Con này thì nó sẽ có tính chất là bắt đầu với một cái Decaying Body, nó là cái này. Nó sẽ gây đem cho quái nhá, và gây đem cho cả mình luôn. Nó sẽ gây đem cho quái dựa theo máu kia của mình. Và con này, cái này nó còn bị một cái nữa là trừ speed nếu như mà anh em mình càng nhiều máu. Nếu như mà chơi cái kiểu mà càng trừ speed như này thì anh em mình nên chơi với lại cái sofa nhỉ. Ok, cũng hay đấy. Ngoài ra thì con này nó cộng thêm 10%, 25% max HP khi mà anh em lên chỉ số, cộng 10 hồi máu, trừ 10 speed. Thì đương nhiên là con này càng trừ speed thì anh em mình có khả năng là phải chơi với cái sofa đấy, trừ đi 40% attack speed này. Hút máu thì con này không chơi được, bởi vì nó sẽ bị trừ đi 100% chỉ số rồi. Nhưng mà trừ nó lại còn trừ những 300% cơ, bởi vì nó là ba con nhân vật mà. Nhưng anh em mình cứ thử vào W9 đã nha anh em nhá. Thử vào W9 cái đã. Đây này, mấy cái Decaying Body kia nó sẽ gây cho anh em mình 3 đam, bởi vì cứ một con nhân vật thì bị một cái đấy mà mình đang có ba cái item đấy thì đương nhiên là nó sẽ trừ đi của mình là bao nhiêu? Là 3 máu, đúng rồi. Mình cái Decaying Body đấy thì nó lại bị cái tính chất là càng nhiều máu lại càng trừ đi nhiều speed, nên là nghe nó cũng hơi khoai đấy anh em ạ. Kéo tí nữa phải bán cái đấy đi chứ. Mình không chơi theo kiểu nếu như mà giữ lại cái đấy nhá, giữ lại cái đấy mà anh em mình càng nhiều máu ấy thì tức là sẽ bị càng trừ nhiều speed. Mà như thế thì đến cái lúc trừ nhiều speed quá thì anh em mình sẽ coi như là đứng im đấy, không khác thì con Soldier luôn đấy. Còn nếu như mà không muốn chơi theo cái kiểu mà đứng im như thế thì mình có thể bán cái item ấy đi, bởi vì mình đang có cái mod bán item mà. Bán đi thì mình sẽ kiểu chạy nhảy tung tăng các kiểu được. Ok đấy, mình chơi theo kiểu kia đi. Chơi theo cái kiểu chơi theo cái kiểu tốc chạy đi, chứ mà chơi theo cái kiểu đứng im như này mình không khoái lắm. Mình không thích đứng im cho lắm, mình cứ phải chạy nhảy lung ta lung tung cơ. Nên là mình nghĩ là mình sẽ bán ba cái Decaying Body đi. Mặc dù là biết là cái này là cái item trấn phái của con Samurai, nhưng mà thôi kệ, cứ bán thôi, không sao cả. Bán đi thì anh em mình sẽ chạy được tít. Ui, chạy những 220 cơ, chạy nhiều thế, chạy ghê gớm nhỉ. Ác thật đấy, chạy này khác gì bay đâu. Nào anh em nhìn vào này, chạy như này khác gì bay đâu. Đứng im thôi. Bây giờ đứng im cho cái đao kia nó múa. Đấy, múa đi, đúng rồi, múa đi. Đam to đấy chứ, đâu phải đam bé đâu. Decaying Body. Nếu như mà giữ lại cái đấy thì nó có một cái vòng mấy cái con ruồi nó bay xung quanh ấy thì quái nó lao vào, nó còn bị gây đam bởi cái item ấy nữa. Nhưng mà mình bán đi rồi thì sẽ dựa hoàn toàn vào cái đam mà mình gây ra từ cái đao thôi, chứ còn không thể dựa thêm đam vào mấy cái khác được. Nói chung là bán đi thì được cái là di chuyển nó nhanh, còn không thì di chuyển nó chậm. Thế thôi, đơn giản là thế thôi. Quan trọng là anh em mình muốn chơi theo kiểu nào thôi. Như vừa nãy mình giải thích rồi, nếu như mà anh em mà chơi theo cái kiểu mà đứng im, chơi theo kiểu đứng im bởi vì trừ nhiều attack speed, trừ nhiều speed như thế thì sẽ lấy thêm cái ghế sofa nữa nhá. Bởi vì nó sẽ bị trừ nhiều đi speed. Thì cái ghế sofa đấy mà anh em mình càng trừ nhiều speed thì anh em mình có càng nhiều hồi máu. Chơi thế cũng được. Còn không nếu như mà anh em mình muốn chơi cái kiểu giống như mình đang chơi này, chơi theo cái kiểu là vẫn di chuyển bình thường ấy, thì bán xử cái item mình đi. Mất đi một cái lớp cũng có thể gây đam, nhưng mà thôi mình vẫn có thể di chuyển bình thường. Nó cũng hay mà. Mỗi một kiểu chơi nó sẽ có một kiểu, mỗi một kiểu chơi nó sẽ có một cái hay riêng. Nhưng mà tùy vào phong cách chơi của mỗi người thôi. Còn mình thì hướng đến cái phong cách nó di chuyển nó ok chút, nó không đứng im, nên là mình đã chơi theo cái kiểu này. Thi thoảng mình mà vẫn thể di chuyển được, chứ chơi theo kiểu kia là đứng im hoàn toàn luôn đấy. Chơi không khác thì chơi Soldier luôn đấy. Đấy. Nếu như mà con này mà kết hợp với con Soldier nó cũng hay đấy chứ nhỉ. Con này mà kết hợp với con Soldier cũng hay. Bởi vì Soldier thì nó sẽ chơi theo kiểu đứng im thì có thể gây đam. Còn con này mà càng nhiều máu thì càng bị trừ tốc chạy thì ok đấy. Kết hợp con này con này kết hợp với lại con Soldier, kết hợp với con Chunky nữa. Ô nhưng mà không được nha. Con Chunky nếu như mà lấy thì nó lại bị theo kiểu là nó không trừ được tốc chạy đi, bởi vì con đấy bị trừ 100% tốc chạy mà. Nếu như lấy lại không được trừ tốc chạy đâu, nên là phải không chơi con Chunky được. Chơi hai con mà vừa xong mình bảo thôi thì ok. Đằng nào thì con này nó cũng được tăng cái số lượng máu lên 25% rồi, nó cũng tăng khá máu. Cũng được ấy. Hôm nào thử chơi x3 con này với lại x3 con Soldier xem nào. Chơi vũ khí thì đương nhiên là chắc là vẫn là vũ khí, mấy cái vũ khí mà liên quan đến máu rồi. Như mình đã chơi cái dao này là liên quan đến máu đấy chứ. Cái dao này là vừa đam ngắn vừa đam máu ấy chứ. Còn không thì anh em mình có thể chơi với lại mấy cái vũ khí giống như kiểu cái chopper. Cái chopper, cái dao trắng trắng, dao phay ấy. Đấy, cái đấy chơi cái kiểu đam máu cũng ok. Hoặc là cái bắn củ khoai tây ấy. Tí nữa mình chuyển sang cái súng mà bắn củ khoai tây cho anh em xem nhá. Cái đấy nó cũng đang thêm máu đúng không? Cũng ok mà. Ý chạy tít như này nhưng mà tội gì mà anh em mình phải chơi theo cái kiểu kia, chuẩn không? Chơi cái kiểu kia làm gì? Chơi kiểu này nó hợp lý hơn. Rồi ok. Này chắc là bỏ lấy được thì lấy cái nào thì lấy thôi chứ cần. 6 máu 1600 đam, 20 lắc, 100 test speed, 79 mạng. Đây, mình sẽ bán mấy cái này đi nhá. Bán mấy cái này đi. Cái này thì chơi theo kiểu đam ngắn và đam máu. Còn bây giờ mà anh em mình muốn chơi theo kiểu khác thì đây, chơi cái này Potato Tower này cũng được này. Cũng đam theo máu này, nhưng mà nó thay vì đam ngắn thì nó chơi đam dài nữa. Đấy, chuyển sang chơi đam dài. Đấy bắn ok phết mà. Ui trời, né tránh kìa. Ui máu 642 máu rồi. Ác vãi trưởng nha anh nhờ. Được cái chứ, được cái chứ. Đam tua như Ô cái khẩu súng này chí mạng được có một nửa thôi, gấp rưỡi thôi. Không được x đôi à. Tùy, nói chung là tùy lại vũ khí. Có những cái loại vũ khí thì nó sẽ cộng cho anh em mình x đôi thì lại chí mạng. Nhưng mà có những cái vũ khí thì nó lại chỉ có cộng đâu đấy là một nửa thôi. Ok, xong quân 13. Ui này còn nhiều quay tiếp lắm. Còn 6 quay nữa. Lâu rồi phết đấy. Không thể đùa được. Em đi xa quá, đi xa anh quá. Có biết không, nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau, em có biết không? Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Từng có nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ngày đó phải sớm quay lại thôi, chắc ngày đó sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, rơi vào quay 15. Úi dồi bot không ăn thua anh em ơi. Đến cái tầm này thì bot còn ăn thua cái gì nữa chứ. Tầm này thì bot không chi nhê rồi. Xin tạm biệt bot luôn nhá. Bot với bủng với bot với chúng tôi cân hết. Không sợ một con bot nào cả. 599 đam. Sau đây không lên tròn 600 đam để còn 599. Flash sale hay sao mà phải giảm đến cái mức là 1000 như thế để tấn công một tâm lý khách hàng vậy. Đó, 600 tròn hay cho đẹp nào. Mình chỉ cần tăng máu thôi, tăng đam này. Đấy, thấy chưa? Tăng máu là lên 633 luôn đi kìa. Vừa đấy là 599, bây giờ lên 633 luôn. Cứ tăng máu và tăng đam. Này bỏ thôi. Giờ là cứ xong quay nào là anh em mình chiến quay tiếp theo luôn nha. Không dừng giữ chừng nữa nha. Khẳng định được sức mạnh rồi thì cứ thế mà quẩy thôi. Ôi trời lắm mà xôi dầu thế. Cho ra nhạc cái. Úi trời 557 668. Số đẹp đấy. 677 684 702 707. Ui số đẹp nhỉ. 707. Giữ luôn. Số đẹp không? Đẹp. Giữ nha. Còn cái vũ khí nào mà có thể chơi theo kiểu đam máu nữa nhỉ? Tí vào nghịch nốt. Mình nhớ là còn cái dao chopper, nhưng mà cái dao chopper thì dùng nhiều rồi. À cái súng eye gun. Cái súng eye gun cũng là một cái item, một cái vũ khí có thể sử dụng được. Eye gun cũng ok. Đâu? Eye gun là Orebel này thôi. Eye gun không biết là có mod đấy ở trong này không. À đây có eye gun này. Chơi luôn eye gun. Eye gun này cũng là đam theo máu đây này. Cũng có thể chơi được đây. Đam hoàn toàn theo máu luôn đi chứ. 100% đam từ máu luôn. Cái này thì đam theo giáp. Cái này không. Còn cái nào đam theo máu đúng không nhỉ? Cái hình như có cái đấy là đam theo máu là ok nhất rồi. Còn cái này, cái này cũng đam theo máu này. Cái này chí mạng bắn nó còn rơi quả được cơ. Cái này cũng đam theo máu này. Ôi chơi cái eye gun đã. Ôi chơi cái eye gun này sướng lắm. Chơi cái eye gun này sướng cực luôn. Mình hơi bị thích chơi cái eye gun này đấy. Bắn khá là ok. Đam to, bắn tương đối nhanh. Giờ chạy nhanh nhờ. Chạy nhanh thực sự luôn đấy. Bắn được 818 đam cơ bản mà. À đâu, đam chí mạng. Ô 1000 kìa. 1600 đam ấy chứ. Đâu phải ít đâu. Đam to vãi trưởng ấy chứ. Đam của nó là chí mạng là đến đến 1600 cơ. Còn đam bắn bình thường khoảng 8900 gì đấy. Còn khoảng đấy. Đam to đấy. Không yếu đâu. Đam cũng vãi trưởng luôn đấy. 1200 đây. Ok, quay tiếp theo. Quay 18. Ui còn có 2 quay nữa. Còn có 2 quay nữa thôi anh em ơi. Thế dùng nốt cái eye gun này chiến thắng thôi chứ còn đổi vũ khí làm cái gì nữa nhỉ? Dùng luôn cái eye gun này cho nhanh. Rồi. Rồi như nào. Rồi còn một quay nữa cơ mà. Nhưng mà hơi ít quái ta. Cảm giác ít quái thế. Không xi nhê lắm. Và tăng thêm số lượng quái cái nó quay 19 thì nó đông tí, thì nó sum xuê tí cho nó vui. Này bắn ít quái quá. Không sướng. Ui vào 1101 à 1000. Ô vừa sau là 1100 máu. Giờ lên 1107 rồi. 1109 rồi. Rồi ok, xong cái 18 này. Bỏ hết mấy cái này đi. Tăng thêm số lượng quái thì vào trong này. Lấy thêm cái này. Tăng thêm được 25% số lượng quái này. Đây thêm cái này nữa. Thêm một ít số lượng quái nữa này. Lấy thêm cái nào nữa nhỉ? Cái quyển sách kia thì không biết là mình chưa cài cái mod đấy vào, mình quên mất là cái mod quyển sách cái nằm ở cái mod nào nên là không nhớ để cài vào. Đây, thêm cái này nữa. Đấy, ok. Quay tiếp theo. Chuyển quay tiếp theo thôi. Quay 19. Vừa bổ sung thêm một đống quái rồi đấy. Quay này mà không đông nữa thì thôi đấy. Mà quay này nó là còn lại là một trong những quay gọi là đông quái nhất rồi. Sao mà có thể nói là cái từ không đông được, đúng không? Ôi, đấy, 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 đấy. 1167, 2334 đam. Đam to quá đấy. Rồi ai gan này bắn còn bâu xì được nữa chứ. Tuyệt vời. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Cứ nảy thôi, cứ nảy thôi. Mấy con này thì cứ vài trăm đam nó có thể tiêu diệt trong một nốt nhạc ngay mà. Đơn giản. Rồi, như nào, rồi, như nào. Mấy đứa hộ này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Trời, mấy cục mà serial to thế. To tổ tráng luôn ấy. Ok, quay cái cùng anh em ơi. Kết thúc nào. Nhanh thôi. Một phát xong luôn à? Ui, nhanh thế. Đam to thực sự ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình về X3 con Undead Samurai này nhá. Nói chung là con này thì hơi thiên về đam máu thôi. Anh em mình có càng nhiều máu thì chơi những vũ khí đam máu thì sẽ cực kỳ ngon. Ok, bye bye mọi người. See you again later.